Trong cái thành phần của cái sản phẩm này ấy, chúng tôi thấy có rất là nhiều các thành phần mà rất là quan trọng đối với phát triển về cái nâng cao cái khả năng sinh lý của đàn ông. Đầu tiên là cái cỏ kari. Chúng ta biết đây là một cái loại thuộc giống thuộc họ đậu. Thực ra đã được sử dụng cách đây khoảng 4.000 năm ở vùng Trung Cận Đông và còn có một tên khác là cỏ Hy Lạp. Thì lúc trước thì chúng ta biết rằng là nó liên quan đến những vấn đề về tăng tiết sữa. Thì tuy nhiên thì gần đây thì các nhà khoa học thì mới thấy rằng là cỏ kari nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề về đưa lên một cái được trong thành phần ấy, nó có cái thành phần của cái serotonin. Cái này là nó giúp cho cái testosterone tăng lên rất là nhiều, khoảng gấp 3 lần so với cả các testosterone nội sinh. Và chúng ta biết rằng testosterone ấy, nó là một trong những cái liên quan đến cái nội tiết nam, nó rất là quan trọng đối với cả sinh lý nam. Ngoài ra trong thành phần của sản phẩm chúng tôi cũng thấy rằng là ngoài cái cỏ kari ra thì còn có những thành phần khác. Ví dụ như chúng ta thấy là cao bá bệnh chẳng hạn. Cái tên của cao bá bệnh thì thực ra nó đã nói lên câu chuyện là nó có tác dụng đến rất là nhiều các bệnh. Và cái loại này thì đã được dùng rất là nhiều trong các cái điều trị, ví dụ như là liên quan đến cholesterol, liên quan đến tiểu đường. Tuy nhiên thì cao bá bệnh nó cũng có một cái vai trò rất là quan trọng trong vấn đề về ổn định cái testosterone. Và những thành phần khác cũng như vậy, ví dụ như là cao bá kích, rồi những vấn đề kẽm thì đều giữ cái sự cân bằng về hormone, cân bằng về nội tiết và giúp cho cái hoạt động sinh lý nam của người trưởng thành ấy, sẽ có một cái sự ổn định và tăng trưởng. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.